Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Chú Đau Thật Đấy của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một mình anh còn chưa đủ để khiến ông ấy hài lòng hay sao? Lần này ông ấy quá mức quá đáng rồi. Tuệ Nhi, em yên tâm. Bằng mọi giá, chú nhất định sẽ giúp em thoát khỏi chuyện này. Em tin chú nhé. Anh cúi người, dùng ánh mắt tràn đầy sự kiên định nhìn cô, tiếp cho cô thêm vài ba phần sức lực. Ừ, dù không còn muốn dây dưa gì với anh nữa, nhưng vào lúc này đây, ngoài anh ra thì cô không thể dựa vào ai được nữa. Hoàng Nam, cảm ơn chú nhiều lắm. Bây giờ cô cũng không còn gì để mất nữa, vậy nên chỉ đành liều một phen, đặt trọn niềm tin mong manh vào anh ấy vậy. Ba có đang bận việc gì không ạ? Con có chút chuyện muốn nói với ba ạ. Anh rụt rè bước vào trong phòng làm việc của ba. Để ba đoán xem nào. Con đến đây là vì chuyện ba muốn giới thiệu cho đối tượng kết hôn cho con bé Tuệ Nhi phải không? Ông vừa nói vừa nhìn anh khẽ cười nhạt. Điệu cười của ông làm cho anh lạnh cả sống lưng. Ba biết hết rồi sao? Đương nhiên rồi. Con nghĩ ba dễ qua mặt vậy sao? Những tấm ảnh thân mật của hai đứa con trước khi đến tay của mẹ con thì nó đã nằm ở trên bàn làm việc của ba trước rồi. Hoàng Nam à, tương lai mà ba vạch ra trước mắt con không đủ để khiến con hài lòng hay sao? Sao con lại đi theo vết xe đổ của anh trai con thế hả? Ba à, tình yêu và danh vọng đó vốn là hai phạm trù khác nhau mà. Đúng là hai thứ đó khác nhau thật đấy. Nhưng đối với ba mà nói thì hai từ đó không tồn tại cùng lúc được. Con chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Bởi vì nếu như con đặt quá tâm tư tình cảm của mình vào chuyện yêu đương thì nó rất dễ biến thành điểm yếu chí mạng của con. Con muốn ngồi vào vị trí mà không phải ai cũng ngồi được thì buộc lòng con phải xóa bỏ hết những điểm yếu của mình. Ba à, những năm qua ba sống với suy nghĩ như thế, có ngày nào ba cảm thấy vui vẻ không? Sao lại không chứ? Mỗi ngày mở mắt ra, nhìn thấy sản nghiệp của gia đình ta ngày một lớn mạnh hơn là ba đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi đấy. Ba à, đến lúc này anh đã hiểu được nỗi bất lực của anh trai anh năm xưa. Ba của anh quá máu lạnh, trong đầu ông ấy không có tình thân, chỉ có tiền tài và địa vị mà thôi. Hoàng Nam, con đứng ở đây kêu gào thảm thiết cái gì vậy hả? Ta còn chưa làm gì đâu đấy. Với con yên tâm đi. Ta không đẩy con bé Tuệ Nhi vào chỗ chết đâu. Ta đã tìm cho nó một ngôi nhà rất tốt để nửa đời còn lại của nó. Không cần phải lo lắng gì nữa. Nhà họ Vương giàu có thế nào chắc con cũng biết mà nhỉ. Nó được gả vào đấy chính là phúc đức ba đời của nó đấy. Nhà họ Vương, bà tính gả Tuệ Nhi cho con trai của nhà họ sao? Ừ, gả Tuệ Nhi cho con cả của nhà họ Vương. Đấy không phải là ba đang đẩy Tuệ Nhi vào chỗ chết, mà là ba đã đeo dây thừng lên cổ của con bé luôn rồi. Con trai cả nhà họ Vương ăn chơi nghiện ngập thế nào ai cũng biết. Vậy mà ba của anh còn muốn để cho Tuệ Nhi gả cho cậu ta. Đây chính bà đang giết người không sao, hủy hoại cả một đời của Tuệ Nhi. Mức độ độc ác của ba anh đối với Tuệ Nhi đã vượt quá mức tưởng tượng của anh rồi. Ba à, con cầu xin ba đấy. Ba làm ơn buông tha cho Tuệ Nhi đi mà. Vứt bỏ mặt mũi sang một bên, anh trực tiếp quỳ xuống cầu xin ba buông tha cho Tuệ Nhi. Buông tha cái gì? Nó ăn cơm của nhà ta, dùng tiền của nhà ta để đi học, nên việc nó báo đáp cho nhà ta không phải là lẽ dĩ nhiên sao? Ba à, ta không có thời gian đứng ở đây để nghe con la lối om sòm đâu. Hoàng Nam à, con hãy nhớ lấy, con trai của ta không được phép vì một người phụ nữ mà trở nên bi lụy như thế. Nếu không con cũng sẽ sớm giống như anh hai của con, mất hết tất cả. Nói rồi ba của anh không chút động tâm, dứt khoát bỏ đi. Khi bàn tay của ông ấy đã đặt lên tay nắm cửa toan rời đi, thì chợt từ phía sau lưng ông
vang lên một điệu cười man sợ, khiến ông ngay lập tức phải dừng bước. Hoàng Nam, thái độ này của con là có ý gì hả? Bà, thật sự ba cho rằng là con sợ ba thật sao? Không đâu, con chưa từng sợ ba. Con nhẫn nhịn ba đến ngày hôm nay đều là vì mẹ đã đem mạng sống của mình ra để uy hiếp con. Những cái khác con đều có thể nhắm mắt mà nghe theo ba, nhưng duy trì những việc liên quan đến Tuệ Nhi là không thể. Con bé chính là giới hạn của con. Nếu ba dám động vào con bé thêm một lần nào nữa thì con sẽ không khách khí nữa đâu. Một trận chiến phân cao thấp cũng thú vị nhỉ. Thằng oắt con này đúng là con trai ta ngạo mạn thật đấy. Nhưng mày đừng có quên ai là người đã cho mày vị trí này. Đá mày đi chính là việc mà ba của mày muốn hay không mà thôi. Đá con? Ba tính đá con để cho thằng con trai ngoài gia thú của ba lên thay sao? Nói đến đây anh càng bật cười lớn hơn nữa. Bà à, bà cũng đừng quên là ai đã trợ giúp cho ba có được sự nghiệp lớn mạnh như ngày hôm nay. Ông ngoại con và mẹ của con vẫn còn sống sờ sờ đấy. Ba có dám ở trước mặt họ đá con để cho Hoàng Thiên lên hay không? Ba dám làm không? Ba làm được không? Mày... Ông trợn trừng mắt nhìn đứa con trai từng hết mực nghe lời ông. Vì một đứa con gái mà nó dám làm đến thế luôn sao? Nó khiến ông thất vọng quá rồi. Ông ấy không vì vài lời đe dọa của anh mà nao núng. Quả đúng là gừng càng già càng cay. Ngay sau đó ông ấy đã lật ngược thế cờ với chỉ đúng một câu nói. Đúng là ta không thể đá con ra khỏi vị trí người thừa kế thật. Nhưng chuyện đó thì sao? Liên quan gì đến những quyết định của ta về Tuệ Nhi chứ? Con không thể lôi chuyện đó ra để uy hiếp ta được. Bởi vì ta dám chắc với con là những gì liên quan đến Tuệ Nhi thì mẹ của con đều ủng hộ quyết định của ta hết. Không còn mẹ làm hậu thuẫn nữa, con lấy gì để mà cứu nó đây hả? Dứt câu, ông ấy liền mở cửa phòng hầm hừ bỏ đi mất, để lại anh với gương mặt thất thần bất lực đến cùng cực sau khi bị ông ấy bắt thóp. Tuệ Nhi à, bây giờ chú phải làm sao mới có thể bảo vệ em được đây? Chợt ánh mắt của anh va vào tấm di ảnh của ông nội. Phải rồi, trước khi mất, ông nội của anh đã giao cho anh một chiếc chìa khóa, dặn anh là khi nào anh bị ba áp bức quá mức thì hãy dùng đến nó. Có lẽ bây giờ đã là lúc thích hợp để anh dùng đến nó rồi. Tuệ Nhi à, em ráng đợi chú thêm một chút nữa nhé. Chát. Khi thấy cảnh Tuệ Nhi được anh ôm lấy vỗ về an ủi thì lửa giận trong lòng Thư đã sục sôi. Anh vừa rời đi là cô ta liền lao ra cho Tuệ Nhi một cái bạt tai. Còn khốn nạn này, mày bị điếc sao? Không xem lời cảnh cáo của tao ra gì sao? Nào còn dáng vẻ tiểu thư cao quý, cô ta phát điên phát khùng túm tóc của cô giật ngược về sau. À, đau, chị có thôi đi không hả? Thay vì tìm đến chỗ của tôi để gây chuyện, thì sao chị không tìm cách lấy lòng chú Hoàng Nam đi? Chú ấy mới là mấu chốt của việc này mà. Trong tim của chú ấy không có chị, nên có tôi hay không thì cũng không có gì thay đổi đâu. Mày! Bị cô nói trúng tim đen, Thư mất hết lý trí đẩy cô xuống cầu thang. Á! Cô lăn xuống cầu thang, đập đầu vào tường khiến phần trán túa máu. Thư à! Cũng đúng vào lúc này mẹ của chú Hoàng Nam đi tới. Nhìn thấy bà ấy, Thư tái mặt. Sợ bà ấy khi biết được bộ mặt thật của Thư thì sẽ không chấp nhận cô ta làm con dâu của bà ấy nữa. Mẹ à, con... Thư lắp bắp muốn giải thích, nhưng bà ấy lại chẳng để tâm. Bà ấy nắm lấy tay cô ta, kéo cô ta rời khỏi đó ngay. Hai mẹ con mình đi mua sắm thôi con. Bà ấy đã trực tiếp xem Tuệ Nhi như người vô hình. Cô có ra sao thì bà ấy cũng mặc kệ. Cô ủy khuất nhìn bà ấy. Dù sao thì cũng đã sống chung nhà với nhau lâu như thế, bà ấy không thể thương cô, dù chỉ là thương hại một chút thôi được sao? Tuệ Nhi, cuối cùng cũng có một giọng nói dịu dàng, một cánh tay ấm áp chìa ra với cô, nhưng đó lại là người mà cô sợ bị bắt gặp vào tình cảnh lúc này nhất. Bác cả. Theo bác về phòng băng bó vết thương nào. Bác đưa cô về phòng băng bó vết thương. Mỗi khi mắt đối mắt với bác ấy là trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tìm mọi cách để trốn tránh. Đến khi băng bó cho cô xong xuôi rồi, bác ấy mới ngồi lại chậm rãi nói chuyện với cô. Tuệ Nhi, những gì mà vừa nãy bác nghe được là thật sao? Cháu và chú Út đã ở bên nhau sao? Cháu xin lỗi ạ.
Cô siết chặt tay, lắp bắp thừa nhận mọi chuyện. Tuệ Nhi, cái con bé này cháu bị điên rồi à? Sao lại làm ra loại chuyện đó hả? Bác tức giận, trách mắng đánh liên tiếp mấy cái vào bả vai của cô. Người bị đánh là cô, nhưng người đau là bác của cô. Trong lòng bà ấy đang rỉ máu, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần cô nữa. Hai mắt bà ấy đã rừng rừng nước mắt khi nhìn đứa cháu gái đáng thương của mình. Tuệ Nhi, những năm qua, bác sống khổ sở thế nào cháu cũng thấy mà. Sao cháu lại còn đi vào vết xe đổ của bác nữa hả? Mang danh là con dâu nhà hào môn, nhưng bà có ngày nào được sống vui vẻ hạnh phúc đâu. Gia đình thì chia cắt mỗi người một nơi. Mình và cháu gái sống ở nhà chồng thì bị người ta bắt nạt, chịu biết bao tủi nhục, nhưng không thể giải bày cùng ai hết. Bà cố gắng sắp xếp cho cô thật nhiều buổi xem mắt, là để cho cô sớm ngày thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này. Thế mà cháu gái của bà lại không hiểu, lại còn muốn đi theo con đường của bà. Bác cả, cháu biết sai rồi. Cô ôm bà khóc trong lòng từng tiếng nấc nghẹn. Cô yêu anh là thật, nhưng cũng rất hối hận vì đã cho thứ tình yêu sai trái đó phát triển đến mức mất kiểm soát. Tuệ Nhi, lát nữa bác sẽ đi cầu xin ông nội cho cháu được đi du học. Cháu hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây, rời khỏi người đàn ông đó để làm lại cuộc đời đi. Cháu, bây giờ cháu cũng muốn rời đi lắm, nhưng hết cơ hội rồi ạ. Cháu nói thế là sao? Ông nội đang muốn đính ước cho cháu và con trai cả nhà họ Vương ạ. Con trai cả nhà họ Vương sao? Tiếng xấu của con trai nhà họ bà đã từng nghe qua. Để cho cháu gái của bà gả sang đấy. Đây là bố chồng của bà đang muốn hủy hoại cuộc đời của cháu gái bà. Vì cái tội dám yêu con trai của ông ấy đây mà. Không được, bà sẽ không bao giờ để cho giọt máu duy nhất của em trai bà bị hủy hoại như thế. Tuệ Nhi, nghe lời bác, cháu cứ thu dọn đồ đạc đi. Mấy hôm nữa bác sẽ đưa cháu ra nước ngoài. Vâng, vâng ạ. Đấy chính là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm làm dâu bà dám đứng lên cãi lại mệnh lệnh của nhà chồng. Chỉ cần có thể giúp cho cháu gái của bà thoát khỏi bể khổ này, có thịt nát xương tan bà cũng cam lòng. Ba mẹ, con phải đi rồi. Có thể là con sẽ không thể đến thăm ba mẹ trong một quãng thời gian dài. Ba mẹ trên trời nếu có linh thiêng thì nhất định phải phù hộ cho con bình bình an an đó nhé. Kế hoạch trốn chạy khỏi bàn tay ma quỷ của ba mẹ chú Hoàng Nam đã được các bác của cô vạch ra. Sẽ rất nhanh thôi, đứa cháu gái nuôi mà họ luôn cảm thấy chướng tai gai mắt sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ. Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Cô bồn chồn nhẩm tính thời gian máy bay sẽ cất cánh. Chỉ 3 tiếng nữa thôi, nơi đau khổ này sẽ chỉ còn ở trong ký ức của cô mà thôi. Các người là ai vậy hả? Thả tôi ra, thả tôi ra. Khi cô chuẩn bị rời đi thì không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người mặc áo đen. Cô còn chưa kịp hiểu gì đã bị bọn họ khống chế lại. Tuệ Nhi, cháu gái của ta, cháu tính đi đâu đó? Một lúc sau, giọng nói lạnh lẽo quá đỗi quen thuộc với cô vang lên, khiến cô lạnh cả sống lưng. Ông nội. Đồng tử co rút, cả người run lên từng hồi khi nhìn thấy ông nội đang chậm rãi bước về phía cô. Muốn trốn sao? Đã hỏi qua ý của ta chưa mà đòi trốn hả? Ông ấy vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, túm tóc cô giật ngược về sau, khiến cô đau đến mức bất giác chảy cả nước mắt. Tuệ Nhi, đứa cháu gái đáng thương của ta, cháu đừng cố gắng phản kháng làm gì, vô ích thôi. Con đường mà ta đã sắp xếp cho cháu, cháu bắt buộc phải đi trên con đường đó, không ai cứu cháu nổi đâu. Dứt câu, ông ta liền giật lấy chiếc túi xách trên tay cô, lục tìm tấm vé máy bay của cô. Sau đó không một chút do dự ở ngay trước mặt cô, xé nát tấm vé giúp cô thoát khỏi bàn tay của ông ta. Không, ông nội, ông độc ác như thế không sợ sau này sẽ phải chịu hậu quả sao? Quả báo? Trên đời này làm gì có thứ gọi là quả báo chứ? Mà cho dù có thì đã làm sao? Ta đã làm gì sai mà phải chịu quả báo chứ? Đừng quên chính ta là người đã nuôi cháu lớn đến ngày hôm nay đấy. Việc cháu phải trả ơn cho ta cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Cứ thế cô bị ông nội cưỡng chế kéo vào trong xe. Đời này của cô đúng là nực cười thật. Lúc cô không muốn rời khỏi đây
thì họ chỉ muốn cô đi khuất mắt họ ngay và luôn mà thôi. Nay cô muốn đi thì họ lại không cho cô đi, cưỡng ép cô biến thành con cờ trong tay của bọn họ. Ông nội, nhất định sẽ có một ngày ông phải chịu quả báo về những tội ác mà mình đã gây ra. Tiền tài, địa vị rồi cũng sẽ chỉ là phù du thôi. Được, ta sẽ chống mắt lên chờ ngày đó đến. Ông ta hống hách cười khẩy, không để tâm đến lời nguyền rủa của cô. Tất cả mọi người chỉ chăm chăm khống chế cô, không hề hay biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt sắc lẹm luôn dõi theo họ. Cô gái kia chính là con gái của hai người họ sao? Vâng, chính là cô gái ấy ạ. Cậu hãy đi điều tra xem, rốt cuộc là nhà cô ấy đang xảy ra chuyện gì thế? Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ. Đây chính là những thứ mà ông nội đã để lại cho tôi sao? Anh tròn mắt, hoảng hốt nhìn những thứ trong két bảo hiểm của ông nội. Tốt quá rồi, có những thứ này trong tay, anh có thể giúp Tuệ Nhi thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của ba rồi. Giang Giang, sao cơ, tôi biết rồi, tôi sẽ trở về ngay đây. Chưa vui mừng được bao lâu, anh đã nhận được điện thoại của người giúp việc nhà anh. Người đó gọi đến báo cho anh biết chuyện Tuệ Nhi đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà anh, nhưng không may đã bị ba của anh phát hiện và bắt lại rồi. Tuệ Nhi, em ráng đợi chú thêm một chút nữa nhé. Chú trở về cứu em ngay đây. Anh bất chấp tất cả phóng xe như bay trở về nhà. Một đoạn đường vốn phải mất ít nhất 40 phút lái xe, nhưng anh chỉ hơn 20 phút. Đủ để hiểu vừa nãy anh đã lái xe bạt mạng thế nào. Ôi trời đất ơi, Tuệ Nhi. Khi cánh cửa nhà mở ra, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng Tuệ Nhi bị trói tay trói chân treo lên cao. Ba của anh dùng roi quất vào người không thương tiếc. Cô bị tra tấn không khác gì thời Trung Cổ hết. À, Tuệ Nhi bị đánh đến mức đang dần mất đi ý thức. Cô rất muốn kêu cứu nhưng kêu ai bây giờ? Bác của cô không có ở nhà, còn người cô yêu cũng không biết đi đâu mất rồi. Bây giờ trong nhà chỉ toàn là những người không xem cô là con người. Cô có kêu cứu khàn cả giọng cũng vô ích thôi. Bà có còn là con người không vậy? Anh hấp tấp lao đến ôm chặt lấy Tuệ Nhi. Hàng mi rũ xuống, cô yếu ớt nhìn anh. Những dòng nước mắt ấm nóng không ngừng tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Có lẽ cô bị điên rồi nên vào lúc này đây, thay vì sợ hãi trước những trận đòn roi của ông nội, thì cô lại cảm thấy vui sướng không thôi. Cuối cùng thì cũng có một lần, người cô yêu ra mặt bảo vệ cô. Đối với một người luôn sống trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm như cô, thì chỉ cần có một người nhớ đến cô, ra mặt bảo vệ cô như thế là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ cô có chết cũng cam lòng. Hoàng Nam, con mau tránh ra đi. Bà là đang thay mặt ba mẹ của nó dạy dỗ nó nên người đấy. Đây mà gọi là dạy dỗ nên người à? Đây là ba đang giết người thì có. Đừng động vào tôi. Anh cố hết sức ôm chặt lấy cơ thể đầy rẫy những vết thương của cô, nhất quyết không để cho đám thuộc hạ của ba chia cách hai người. Cái thằng quỷ nhỏ này, sao mày ngu muội thế hả con? Ba của anh không vì sự xuất hiện của anh mà dao động, ông ta vẫn không ngừng vung roi về phía hai người. Chiếc roi quất thẳng vào tấm lưng dài rộng của anh, khiến anh không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Chiếc roi của bà đánh đau thật đấy, nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc, vẫn quyết tâm che chắn cho cô đến cùng. Hoàng Nam à, em đã quá quen với chuyện này rồi. Chú hãy buông em ra đi, tự em chịu được. Không, cho dù em có chịu được thì chú cũng không cho em chịu. Nỗi đau về thể xác chẳng là gì so với nỗi đau về tinh thần. Mỗi khi chú nhìn thấy em bị hành hạ đâu, em có biết hay không hả? Chiếc roi không ngừng vút tới, mãi cho đến khi chiếc áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm một mảng đỏ, thì ba của anh mới chịu dừng lại. Mẹ của con với cháu Thư chắc cũng sắp về rồi đấy. Con mau đi thay đồ đi, đừng để hai người họ biết được chuyện này. Nếu con cứ để họ biết chuyện này thì sao? Mày, thằng nghịch tử này. Ông túm lấy cổ áo của anh, tức giận muốn đánh anh thêm nữa, nhưng đã bị anh chặn lại chỉ bằng một tờ giấy. Di chúc của ông nội con tìm được rồi. Nói xong anh khẽ nhếch mép cười. Thế cờ này sắp thay đổi rồi. Bà nghĩ bà mua chuộc được vị luật sư thân cận của ông nội thì bà có thể một mình độc chiếm tất cả sao? Bà sai rồi. Ông nội sớm đã đoán được ý đồ đó của bà
Vậy nên trước khi mất, ông nội đã đưa chìa khóa két bảo hiểm của ông nội cho con. Trong bản di chúc của ông nội có nêu rõ, toàn bộ cổ phần của ông nội trong công ty sẽ để lại cho con. Cũng tức là ba sẽ phải trả lại 20% cổ phần trong công ty cho con. Nếu lấy số cổ phần đó cộng thêm với 10% cổ phần của con hiện có nữa, thì con đã có số cổ phần bằng với ba rồi. Vậy nên ba có muốn đe dọa con cũng không được nữa đâu. Mày! Ông gầm gừ nổi cóng quất roi xuống sàn, gây ra một tiếng động lớn khiến người khác phải khiếp vía. Ba đừng vội tức giận như thế, chuyện vui vẫn còn ở phía sau. Trong két bảo hiểm của ông nội, ngoài tờ di chúc đó ra thì còn có rất nhiều tài liệu tố cáo tội ác của ba trong những năm qua. Nếu bây giờ con giao nộp những thứ đó cho cảnh sát, thì sẽ có chuyện gì xảy ra chắc ba cũng biết mà, phải không? Mày có biết là những thứ đó một khi được công khai ra bên ngoài, thì sẽ để lại hậu quả lớn như thế nào đối với tập đoàn của nhà ta hay không hả? Ông gầm lên giận quá mất khôn. Ông cầm roi quất loạn, anh không những không tránh mà còn đứng im cho ông đánh. Sau đó thì anh khẽ nhếch mép cười đầy nham hiểm. Bà yên tâm, con trai của bà vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hậu quả của những việc con đang làm. Nhưng bà à, con run xéo lắm cũng quằn. Con không mạo hiểm thì nửa đời còn lại của Tuệ Nhi sẽ ra sao đây? Con là con của ba mẹ, việc con phải nghe theo sắp xếp của ba mẹ, con miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhưng còn Tuệ Nhi thì khác. Con bé mang họ Trần, chứ không phải là họ Lý. Vậy nên không có lý gì con bé phải trở thành một món hàng, đem đi trao đổi lợi ích cho nhà ta hết. Bà, chỉ cần ba hủy bỏ hôn ước giữa Tuệ Nhi và con trai cả nhà họ Vương, thì con sẽ mắt nhắm mắt mở, xem như là mình chưa nhìn thấy bên trong két bảo hiểm có gì hết. Mày! Điều kiện mà anh đưa ra đã làm xáo trộn hết những thứ mà ông đã sắp xếp. Ông sao có thể chấp nhận được chứ? Bà! Đây chính là sự khoan nhượng cuối cùng mà con dành cho ba đấy. Nếu ba còn chần chừ, thì nửa đời còn lại của ba chắc chắn sẽ phải sống trong tù. Đến lúc đấy tiền tài địa vị liệu có còn quan trọng nữa không? Mày, cái thằng nghịch tử bất hiếu này. Những việc mà con đã làm vào ngày hôm nay không phải là do ba đã dạy con sao? Ba đã từng nói là trên đời này muốn đạt được thứ mà mình muốn thì con không được mềm lòng, ngay cả trước tình thân cũng vậy. Tuyệt đối không được để tình cảm chi phối. Ba còn nhớ những lời này chứ? Mày thằng khốn nạn. Những lời mà anh nói đã thành công chặn họng ông ấy lại, khiến ông ấy không thể nói thêm gì nữa. Hai mắt ông đã trở nên đỏ lừ, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh được mà thôi. Bà quyết định thế nào? Con gấp lắm rồi, không thể đợi ba được nữa đâu. Thôi được rồi, tao đồng ý. Mày vừa lòng chưa? Ông cắn răng cay đắng nói ra lời đồng ý. Vậy Tuệ Nhi, anh liếc mắt nhìn đến Tuệ Nhi đang bị treo trên cao. Mau thả nó xuống đi. Ông phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ thả cô xuống. Chẳng mấy chốc cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh cúi người dịu dàng hôn lên trán của cô. Tuệ Nhi, em đã nghe thấy chưa? Chú làm được rồi. Lần này chú đã bảo vệ được em rồi đấy. Anh mừng rỡ, ôm lấy cơ thể chẳng chịt vết thương của cô. Dù phải dùng cách không mấy hay ho để được ở bên cô, nhưng anh không hối hận, chỉ cần được ở bên cô, anh nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Hoàng Nam, em không đáng để chú làm như thế đâu. Em chính là hơi thở, là lẽ sống của ta. Vậy nên dù có phải trả cái giá nào để được ở bên em, ta cũng chấp nhận hết. Có được lời này của chú, em không còn gì hối tiếc nữa. Dứt câu, khung cảnh trước mắt cô tối lại. Cô dần dần lịm đi, không còn hay biết gì nữa. Tuệ Nhi, em không được ngủ. Mau mở mắt ra nhìn chú đi. Anh hoảng loạn, không ngừng lay người cô. Gọi tên cô nhưng vô vọng. Cô chẳng có phản ứng gì hết. Ôi trời đất ơi! Cũng vào lúc này, mẹ của anh và Thư đã trở về. Tận mắt chứng kiến cảnh anh đang ôm lấy cơ thể đầy rẫy vết thương của cô. Mẹ của anh đã quen với chuyện này, nên khá lạnh nhạt. Nhưng còn Thư, lần đầu tiên cô ấy được chứng kiến bộ mặt thật của gia đình đạo mạo này, cô ấy đã sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật. Túi sách của cô ấy đã rơi xuống đất, nhưng đôi tay run rẩy của cô ấy chẳng có cách nào cầm lên được hết. Mau gọi xe cấp cứu đi. Vâng. Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã chạy đến nơi. Khi anh bế thốc cô lên, định đưa cô ra ngoài, thì chợt có một cánh tay vươn tới nắm lấy tay anh.
để giúp việc đưa Tuệ Nhi đi bệnh viện là được rồi, con đừng có nhiều chuyện nữa. Mẹ à, đây là người con yêu nhất đấy. Mẹ nói xem con làm sao có thể yên tâm để người ta đưa cô ấy đi được đây. Nói rồi anh liền hất tay của mẹ ra, hấp tấp chạy ra xe cấp cứu. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Bác sĩ bước ra, anh hấp tấp chạy vội đến, túm lấy tay của bác sĩ để hỏi chuyện ngay. Hiểu được tâm lý của người nhà bệnh nhân nên bác sĩ đã vỗ về trấn an anh một lúc, rồi mới từ tốn thông báo tình hình của bệnh nhân cho anh biết. Do bệnh nhân đã phải trải qua những đợt đau đớn quá sức chịu đựng nên mới ngất đi, nhưng cậu yên tâm, chúng tôi đã làm kiểm tra kỹ càng cho cô ấy rồi. Tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại hết. Vậy sao? Vậy bao giờ tôi mới có thể vào trong thăm cô ấy? Cậu ráng chờ thêm một lát nữa, đợi đến khi bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh thường là cậu có thể vào thăm được rồi ạ. Vâng vâng, cảm ơn ông nhiều lắm bác sĩ. Đến lúc này nỗi bất an trong lòng anh mới hoàn toàn được xóa bỏ. Anh rối rít nói lời cảm ơn bác sĩ, rồi sau đó lại đứng ngồi không yên, chờ cô được đưa về phòng bệnh thường. Nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của người đang nằm trên giường bệnh, trái tim anh như bị ai đó khoét một lỗ, đau đớn khó chịu không thôi. Đồ ngốc này, đây chắc hẳn không phải là lần đầu tiên em trải qua chuyện này phải không? Nhưng tại sao em không bao giờ hé răng nói cho chú biết lấy một lời hả? Em có xem chú là người yêu của em không thế? Nếu như chú biết được những năm qua em bị ba mẹ chú đối xử độc ác đến mức độ này, thì chú nhất định sẽ không ngồi yên để mặc họ muốn làm gì thì làm đâu. Những năm qua, anh biết cha mẹ anh không hề thích Tuệ Nhi, nhưng anh không thể nào ngờ được họ lại độc ác đến mức độ hành hạ một đứa trẻ đáng thương như thời trung cổ, lại còn xem đó là một chuyện hết sức bình thường nữa chứ. Cha mẹ của anh, họ có còn là con người không thế? Hoàng Nam. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, thì Thư cũng đã chạy đến bệnh viện xem xét tình hình hai người. Thư, cô cũng thấy được mặt tối của gia đình tôi rồi đấy. Đằng sau vẻ đạo mạo ấy chính là những con quỷ đội lốt người. Và tôi cũng không thể nào đảm bảo được là sau này tôi sẽ không trở nên giống như bọn họ. Vậy nên bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy. Hoàng Nam, sao anh nhạt nhẽo thế hả? Mỗi lần gặp em có một câu mà anh cứ nói đi nói lại hoài vậy. Thư, tôi cũng vì muốn tốt cho cô nên mới lên tiếng nhắc nhở cô hoài đấy. Cô ta khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh anh, muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh đã nhanh nhạy rút tay lại mất rồi. Hoàng Nam, anh ghét em đến thế sao? Hiện tại tôi không ghét cô, nhưng cũng không thích cô. Còn sau này nếu cô dám làm ra chuyện gì quá phận thì tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cũng có thể là tôi sẽ biến thành người không bằng cầm thú giống như ba của tôi vậy. Hoàng Nam, anh biết không? Thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ở trong buổi gặp mặt do gia đình sắp xếp đâu. Nhiều năm về trước, chúng ta đã gặp nhau ở trường đại học em theo học rồi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đó trên đường cô đến trường. Chẳng may cô gặp phải một đám côn đồ, không chỉ muốn cướp của mà còn muốn cướp xác nữa. Cũng may vào đúng lúc đó anh đã xuất hiện kịp lúc, cứu cô một mạng. Nếu không thì cô không biết sau hôm đó cuộc đời mình sẽ ra sao nữa. Ngay từ giây phút anh bất chấp nguy hiểm để cứu cô đã xác định anh chính là bạch mã hoàng tử của cô. Cô muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi. Ra là vậy. Thư, nếu như cô thật sự muốn trả ơn cho tôi, thì làm ơn giúp tôi hủy bỏ hôn ước này đi. Anh thật sự rất muốn ra mặt hủy bỏ hôn nhân sắp đặt này, nhưng bên cạnh anh vẫn có một người mẹ độc đoán. Mọi người đều trách anh là thằng hèn, không có chứng kiến, không thể tự định đoạt cuộc sống của mình được. Mọi người nói thì hay lắm, nhưng có ai thử đặt mình vào vị trí của anh chưa? Thử hỏi có ai khi đối diện với câu nói nếu con muốn ở bên người con yêu thì phải bước qua xác của mẹ mà dám bước tiếp chưa? Hoàng Nam, trong lòng anh có một người, trong lòng em cũng vậy, chúng ta giống nhau. Anh cũng hiểu mà đúng không? Những người cố chấp như chúng ta một khi đã yêu ai đó rồi thì sẽ rất khó để buông tay. Em yêu anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông tay. Vậy nên anh đừng cố gắng khuyên nhủ em làm gì, vô ích thôi. Thư, nếu cô đã cố chấp như vậy thì được thôi. Tôi có thể kết hôn với cô, nhưng có một sự thật không thay đổi. Đó chính là trong lòng tôi,
mãi mãi chỉ tồn tại hai người phụ nữ. Thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai chính là Tuệ Nhi. Còn cô mãi mãi chỉ là người phụ nữ dư thừa trong cuộc đời tôi. Sở dĩ năm đó anh có mặt ở đó để cứu cô ta chính là vì khi đó Tuệ Nhi đang là sinh viên ở trường đại học mà cô ta theo học. Anh đã tìm hiểu qua và biết được con đường đó khá là nguy hiểm, nên mỗi khi Tuệ Nhi tan học trở về nhà thì anh sẽ đứng ở đó đợi cô ấy. Còn cô ta chỉ là người mà anh tiện tay cứu giúp mà thôi. Còn bây giờ là vì mẹ ép nên anh mới đồng ý lấy cô ta. Cô ta trong cuộc đời anh chính là tiện tay cứu giúp, tiện tay lấy về làm vợ. Một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô ta thật sự có thể chấp nhận chịu nỗi ủy khuất lớn đến thế ở bên anh sao? Nửa đêm cô lờ mờ tỉnh giấc. Cô vừa thức giấc, những cơn đau đã thi nhau kéo tới, khiến cô đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Nhưng khi nhìn xuống thấy bàn tay mình đang được một bàn tay to lớn nắm lấy thì tâm tình cô đã dịu đi, có chút hạnh phúc nhưng cũng có chút đau lòng. Ngay từ khi bắt đầu, cả hai chúng ta đều biết sẽ có ngày hai chúng ta phải xa nhau và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi. Nhưng tại sao khi ngày đó đến, chúng ta lại đau đến mức không thể thở nổi vậy chứ? Hoàng Nam, cảm ơn anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ em. Cô cúi người lén đặt lên môi anh một nụ hôn. Không biết có phải là anh đã cảm nhận được hay không, mà ngay sau đó khóe môi của anh lại khẽ cong lên, làm cô chột dạ không thôi. Tuệ Nhi, bà nội. Anh có cảm nhận được hay không thì cô không biết, nhưng toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều đã bị mẹ của anh thu vào trong tầm mắt. Còn khốn nạn này, đây chính là đã từ bỏ rồi mà mày nói sao? Con trai tao sắp lấy vợ rồi đấy, mày buông tha cho nó đi được không? Cháu... Cô lúng túng, còn chưa kịp nói gì thì bái đã hầm hừ lao về phía cô, khiến cô sợ hãi đến mức chỉ còn biết co rúm người lại. Mẹ à! Trước khi bái kịp túm lấy tóc của cô thì anh đã bừng tỉnh, ôm cô vào lòng. Hoàng Nam, con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao? Mà lại yêu nó đến mức phát điên phát dại thế hả con? Chẳng có bỏ bùa bỏ ngải gì cả. Con đối với Tuệ Nhi lại yêu thương thật lòng. Con bé chính là người đầu tiên và duy nhất khiến con có suy nghĩ muốn có một mái ấm đúng nghĩa. Nhưng ý nghĩ đó của con đã vì mẹ mà vỡ tan tành rồi. Con đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ rồi. Nên mẹ làm ơn đi, đừng hành hạ Tuệ Nhi nữa được không? Mẹ cũng muốn ngừng tay lại lắm, nhưng nó chính là người không để yên cho mẹ làm người lương thiện. Đúng là ngay từ lúc Tuệ Nhi bước chân vào nhà bà đã rất ghét nó rồi, nhưng không đến mức bà muốn xé xác nó như hiện tại. Ngoài con trai bà vì yêu mà trở nên mù quáng ra, thì không có ai là không nhận ra bộ mặt nham hiểm của nó hết. Nó giống y hệt bác của nó, rất giỏi thao túng tâm lý của đàn ông. Bên ngoài thì ngây thơ, nhưng bên trong thì không hề đơn giản chút nào hết. Chứ nếu không tại sao trên đời này có cả tá đàn ông nó không ưng ai lại đi ưng con trai của bà? Còn chuyện nó có ý định bỏ trốn rồi bị chồng bà bắt lại nữa, chắc gì đã là thật. Có khi nó lại đang diễn để lấy lòng thương của con trai bà ấy chứ. Hoàng Nam, mẹ vì con mới phải nhẫn nhịn đến ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ con lại đi theo vết xe đổ của anh trai con. Yêu một con nhỏ hổ ly tinh đến mức mù quáng. Con là đang muốn chọc cho mẹ tức chết có phải không? Được thôi, mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ à, mẹ thôi đi được không? Mẹ nghĩ trên đời này chỉ có mình mẹ khổ thôi sao? Con trai của mẹ cũng sắp bị mẹ ép đến mức muốn chết quách đi cho xong đây này. Sau những ngày tháng bị ba mẹ áp mức quá mức, thì đến ngày hôm nay anh đã trực tiếp phát điên rồi. Không còn nể nang hay lo nghĩ cho người nhà nữa. Anh thẳng thắn nói ra những uất ức trong lòng mình. Mẹ à, từ lúc con được sinh ra đến giờ, mẹ lúc nào cũng bắt con phải làm thế này thế kia. Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Con đường mà mẹ vạch sẵn cho con chính là con đường mà con chưa bao giờ muốn đi. Nhưng vì mẹ cứ liên tục đem mạng sống của mình ra đe dọa con mới phải miễn cưỡng làm theo. Nhưng càng lúc mẹ càng quá đáng. Hết sự nghiệp rồi đến chuyện tình cảm, chuyện nào mẹ cũng xía vào hết. Mẹ có biết là những năm qua con cảm thấy cuộc đời này mệt mỏi biết bao không? Nếu không có Tuệ Nhi ở bên cạnh động viên con trong những năm qua, thì có lẽ là mẹ sớm đã mất đi đứa con trai này rồi. Cô ấy chính là chút ánh sáng le lói trong cuộc đời con. Nếu mẹ còn dám động vào cô ấy nữa,
thì con không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Hoàng Nam, con thế mà lại vì con hồ ly tinh này mà nói những lời khó nghe như thế với mẹ sao? Trước những lời giải bày của con trai, mẹ của anh vẫn chẳng nghe lọt tai câu nào hết. Bà vẫn tự cho mình là người bị ông trời đối xử bất công, ngang ngược đổ lỗi về phía của Tuệ Nhi. Mẹ à, mẹ khiến con hết biết nói sao với mẹ luôn rồi. Nói rồi anh liền kéo mẹ ra khỏi phòng bệnh của Tuệ Nhi để tránh làm phiền cô nghỉ ngơi. Hoàng Nam, vốn tưởng rằng sau khi nói chuyện với mẹ xong, anh sẽ trở về nhà luôn. Nhưng không ngờ một lúc lâu sau anh lại lững thững trở về phòng bệnh của cô, khiến cô cảm thấy bất ngờ không thôi. Tuệ Nhi, sau này em nhất định phải sống hạnh phúc hơn chú đó nhé. Anh thất thần gục đầu vào vai cô òa khóc nức nở. Chỉ khi ở bên cạnh cô, người mà anh tin tưởng nhất, anh mới dám để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình. Chú đừng lo cho em nữa, nếu có thể, hãy sống cho chính mình một chút đi nhé. Cô dịu dàng vỗ về an ủi anh suốt một đêm dài. Những năm qua hai người đều như vậy, đều dựa vào nhau, an ủi động viên nhau bước tiếp trên con đường chông gai phía trước. Đến khi ông mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp đã lấp đầy phòng bệnh của cô. Cô khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó đẩy anh ra. Em ổn rồi, không cần chú nữa đâu. Chú về với gia đình đi. Cô cười chua chát, chủ động buông tay, trả chú, để chú trở về với gia đình, là một người con hiếu thảo. Trả chú về nơi chú vốn thuộc về, để ngai vàng mà bà nội luôn khao khát không bị người khác cướp mất. Hoàng Nam à, nửa đời về sau chú nhất định phải sống tốt nhé. Hãy cứ phăng phăng tiến về phía trước, đừng để hòn đá này cản đường đi của chú nữa. Chúng ta của sau này chính là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể đi chung một đường. Hoàng Nam à, thật ra em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu chú hết. Quãng thời gian ở bên chúng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời em. Cảm ơn chúng vì tất cả. Anh là ai? Đột nhiên lại có một người có gương mặt khá là hung dữ bước vào phòng bệnh của cô, làm cô sợ mất mật, bất giác lùi về phía chân tường. Anh là người do bà nội phái đến sao? Anh tính làm gì tôi hả? Vào lúc này đây, ngoài bà nội ra thì cô không thể nghĩ ra được là ai khác có ý định làm hại cô hết. Trông tôi giống người xấu lắm sao? Nói rồi người kia lại chậm chậm bước về phía cô. Khi người kia vươn tay ra thì cô sợ hãi, nhắm chặt hai mắt lại rồi hét lớn. Hả? Trái với suy nghĩ của cô, những tưởng người kia sẽ làm gì đó gây hại cho cô. Nhưng không, anh ta chỉ đặt tay lên đầu cô, xoa xoa đầu cô mà thôi. Anh làm gì thế hả? Cô lấy hết can đảm mở mắt ra, trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Anh ta cũng chẳng vừa, trừng mắt lại nhìn cô được một lúc, thì tự dưng anh ta lại phì cười làm cô hoang mang không thôi. Xem ra những lời mà Bách nói đều là thật nhỉ. Tuy mang danh là cháu gái của người giàu nhất thành phố Nam Thành, nhưng có vẻ như là những năm qua em sống không dễ dàng gì hết nhỉ, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người hãm hại mình. Này anh rốt cuộc là ai thế? Tại sao anh lại nói chuyện như là có quen biết tôi vậy hả? Em yên tâm đi, tôi không phải là người do bà nội của em phái tới, nhưng tôi lại chính là con trai của người đã gây ra đau khổ cho cuộc đời em đấy. Phải, anh chính là Louis, con trai của người phụ nữ lái xe điên tông vào cha mẹ của Tuệ Nhi, khiến họ thiệt mạng ngay tại chỗ. Anh là con trai của kẻ giết người sao? Anh còn tới đây làm gì? Muốn khơi lại nỗi đau trong lòng tôi sao? Không, tôi không có ý đó. Ngày hôm nay tôi đến đây là vì muốn thực hiện di nguyện của mẹ tôi. Năm đó, mẹ của anh, sau khi tận mắt nhìn thấy chồng của mình ngoại tình với người bạn thân nhất của mình, thì đã suy sụp tinh thần, rơi vào trầm cảm. Sau 3 tháng trở về nước, tích cực điều trị, thì vào một ngày, mẹ của anh đã phóng xe ra ngoài với ý định kết thúc sinh mạng, chấm dứt những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trong những năm tháng qua. Nhưng thật không ngờ, khi bà ấy tăng ga với ý định sẽ đâm xe vào một gốc cây, thì chẳng biết từ đâu cha mẹ của Tuệ Nhi xuất hiện. Bà ấy không làm chủ được tốc độ, nên đã vô tình khiến cha mẹ của Tuệ Nhi bị liên lụy, ra đi trong oan ức. Tỉnh lại sau tai nạn, bà ấy thực sự đã rất hối hận
về những việc làm sai trái mà bà ấy đã làm ra, và khi hấp hối bà ấy đã nhờ anh thay bà ấy chuộc tội bằng cách chăm sóc bù đắp cho đứa con gái duy nhất còn sống sót của cặp vợ chồng xấu số kia. Vốn ban đầu nhà anh đã định là sẽ đưa cô về nuôi dưỡng, nhưng ngay lúc đó lại nhận được tin Tuệ Nhi đã được người giàu nhất thành phố Nam Thành nhận nuôi. Khi đó anh nghĩ rất đơn giản là dù sao ở đó cũng còn có bác của cô, ở lại đó thì cô sẽ sống thoải mái hơn là đến ở với những người xa lạ, lại còn là người thân của người đã gây ra tai nạn cho cha mẹ của cô nữa chứ. Nên ý tưởng đưa cô về sống chung đã bị anh gạt bỏ. Vốn tưởng rằng sau khi trở thành cháu gái nhà giàu thì cô sẽ sống sung sướng lắm, nhưng thật không ngờ khi nhìn xấp tài liệu điều tra ở trên bàn làm việc của anh mới giật mình nhận ra mình sai rồi. Những năm qua cô có tiếng mà không có miếng, ở nhà người ta sống lầm lũi còn thua một con chó nữa. Xin lỗi vì đã đến trễ, nếu sau này em cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi nhé. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi dúi vào tay cô tấm danh thiếp của mình. Sau khi đã nói xong những lời mình muốn nói thì Louis liền quay người toan rời đi, nhưng thật không ngờ khi anh vừa mới bước đi được hai bước thì một cánh tay đã bị cô níu lấy. Sao thế? Có phải là em không cam tâm, vẫn còn hận gia đình tôi không? Nếu em muốn thì bây giờ tôi sẽ đứng im làm bao cát cho em chút giận nhé. Không phải, tôi không có ý đó. Chuyện là anh nói chuyện gì anh cũng có thể giúp được tôi là thật sao? Ừ, có chuyện gì thì em cứ nói đi, tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi điều em muốn. Nếu tôi nói muốn rời khỏi đây thì anh có thể giúp tôi được không? Tưởng gì, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần tôi búng tay một cái là giải quyết được ngay ấy mà. Anh đừng tự tin quá, ông nội của tôi không dễ đối phó đâu. Lần này nếu không nhờ có những thứ mà ông nội của chú Hoàng Nam để lại thì chú ấy có muốn cứu cô cũng lực bất tòng tâm. Một người mà đến cả con trai cũng chẳng khoan nhượng thì liệu người xa lạ như anh ta có giải quyết được không, khi mà tham vọng muốn biến cô thành con cờ của ông nội vẫn chưa nguôi. Em yên tâm đi, tự tôi sẽ có cách để khiến người mà em gọi là ông nội đồng ý để em rời khỏi đây. Kể từ giây phút này trở đi em hãy giao phó chuyện này cho tôi. Em đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Việc của em là dành thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý đi nhé. Tôi sẽ sớm đưa em rời khỏi đây thôi. Nói xong, anh ta cúi người dùng ánh mắt sắc bén tràn đầy kiên định nhìn cô, cho cô một cảm giác yên tâm. Nhưng dù sao thì hai người cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với nhau chưa lâu, nên cô không thể đặt trọn niềm tin vào anh ta được. Trong lòng cô vẫn luôn tồn tại câu hỏi. Người đàn ông này thật sự có thể giúp cô thoát khỏi bể khổ này sao? Rất nhanh câu hỏi của cô đã có đáp án. Ông chủ, cậu Louis 10 ngày cuối tuần này đến nhà cậu ấy dùng bữa tối ạ? Gì, cậu Louis chủ động mời tôi đến dùng bữa thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, cậu ta chủ động hẹn riêng tôi thế này thì khả năng cao là dự án lần này đã nằm trong tay của chúng ta rồi. Vốn ban đầu ông muốn tác hợp cho Tuệ Nhi và con trai cả nhà họ Vương, chính là vì nghe nói họ có quan hệ khá tốt với Louis nên muốn dựa vào họ để cải tạo quan hệ với cậu ta. Thật không ngờ người mà ông dày công muốn tạo quan hệ đến cuối cùng lại chủ động với ông trước. Quả báo gì chứ, Tuệ Nhi à, mày nhìn xem, ông đây đang ngày càng thành công hơn đấy nhé. Cậu Louis vẫn còn rất nhiều bản kế hoạch hay hơn bản kế hoạch mà bên của ông Hoàng Thịnh đưa ra. Cậu không muốn xem qua sao ạ? Không cần đâu, tôi đã có quyết định rồi. Vì một cô gái mà đánh đổi bằng cả dự án liệu có đáng không ạ? Sao lại không? Một dự án đổi lấy việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi, đáng quá ấy chứ. Hơn nữa, kế hoạch mà bên ông ấy đưa ra đúng là không phải xuất sắc nhất, nhưng không kém chữ xuất sắc là bao. Vậy nên tôi cũng không phải chịu thiệt quá nhiều. Cứ thế nhé, cậu giúp tôi sắp xếp mọi thứ đi. Vâng ạ. Hiểu được tính cách của anh, một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì ai nói cũng không nghe. Vậy nên Thiên cũng không dám hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn sắp xếp lịch trình lại cho anh. Đúng 8 giờ tối, Louis đã có mặt ở nhà hàng, quần áo chỉnh tề chờ khách đến. Thú thật thì anh có chút ác cảm với người đàn ông mà Tuệ Nhi gọi là ông nội, bởi vì những năm qua ông ta đã đối xử với cô thế nào anh đều đã biết cả rồi. Loại người dùng người khác để xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho mình
rồi ở trong bóng tối, đối xử với người ta không xa gì như ông ta. Chính là loại người mà anh khinh thường nhất đấy. Nếu không phải giúp Tuệ Nhi thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, thì còn lâu anh mới để loại người không có đức như ông ta vào mắt. Ông Lý, ông đến rồi sao? Rất vui được gặp ông. Ra ngoài làm việc hơn 10 năm trời, anh đã học được cách diễn xuất thần, còn hơn cả diễn viên. Tuy trong lòng rất khinh bỉ ông ta, nhưng ngoài mặt anh lại hớn hở nhiệt tình chào đón, đối đãi với ông ta như đối đãi với khách quý vậy. Cậu Louis, có thể gặp cậu thật vinh hạnh cho tôi quá. Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ ạ? Tôi đã tìm hiểu sơ qua về ngài. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài về tài lẫn đức luôn đấy ạ. Nhất là khi biết được chuyện ngài đã nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương, mất cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn. Ngay xong mà tôi ứa nước mắt, hâm mộ ngài không thôi. Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì đâu mà hâm mộ ạ? Khi nghe anh ta nhắc đến Tuệ Nhi, ông ta đã có chút không vui rồi. Nhưng bởi vì bây giờ ông ta đang ở thế yếu, nên ông ta mới phải nuốt cục tức của mình xuống để nịnh nọt anh. Vâng, mời ngài vào nhà dùng bữa ạ. Vâng, thật vinh hạnh cho tôi quá. Sau một hồi khách sáo qua lại, thì cuối cùng hai người cũng đã ngồi vào bàn ăn. Nhà bếp vừa mang món chính chưa lâu, thì ông ta đã chủ động lên tiếng trước. Cậu Louis, dự án đầu tiên của cậu ở Nam Thành thật sự rất tuyệt vời đấy. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu dự án được thực hiện bởi một người cực kỳ hiểu rõ về thành phố này. Ngay đến đây anh khẽ nhếch mép cười. Ông ta cũng thẳng thắn quá đấy. Nhưng thôi kệ, như thế cũng tốt. Đỡ lãng phí thời gian của nhau. Ông Lý, tôi đã xem qua bản kế hoạch của công ty ông rồi. Không hổ danh là người hiểu rõ về thành phố này nhất. Bản kế hoạch của công ty ông đúng là không có chỗ nào để chê. Nhưng ông biết không? Đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp nộp bản kế hoạch xin hợp tác với tập đoàn chúng tôi. Và trong đó có không ít doanh nghiệp có bản kế hoạch xuất sắc hơn công ty của ông đấy. Vậy sao? Sau câu nói của anh, mặt ông ta tối sầm hụt hẫng thấy rõ. Những tưởng bữa cơm này chính là sự khẳng định hợp tác giữa hai người. Nhưng thật không ngờ thằng oát con trước mặt ông lại xoay ông như trong chóng. Gọi ông đến đây để nói ra những lời dập tắt hy vọng của ông. Càng nghĩ ông càng tức, không ngừng mắng chửi Louis, nhưng chỉ mắng ở trong lòng, chứ còn ngoài mặt ông ta vẫn đang phải cố nặn ra một nụ cười thật tươi với anh. Ông Lý, ông đừng vội nản lòng, không phải lúc nào thứ xuất sắc nhất cũng là thứ giành chiến thắng đâu, đôi khi còn phải có sự may mắn nữa, mà sự may mắn nếu không thể tự có thì chúng ta có thể tự tạo ra được mà. Ý của cậu là, ông nhíu mày, lờ mờ nhận ra anh còn đang có ý đồ khác. Ông Lý, ông có muốn đi cửa sau không? Đương nhiên là tôi muốn, nhưng tôi nào có thứ gì đủ quý giá để đút lót cho cậu đâu chứ. Ông có mà, đứa cháu gái nuôi của ông đấy. Chỉ cần ông giao cối lại cho tôi sẽ cho ông thứ mà ông muốn có. Ý là ngài muốn dùng cháu gái tôi, Tuệ Nhi, để trao đổi sao ạ? Ông ta lắp bắp, không nói nên lời khi anh lại dùng Tuệ Nhi làm điều kiện trao đổi với ông ta. Cậu Louis, cậu đã từng gặp qua cháu gái của ta rồi sao? Sao lại? Tôi gặp rồi, cũng rất hứng thú với cô gái xinh đẹp ấy. Đương nhiên tôi biết là chuyện này không dễ để đưa ra quyết định. Tôi không ép ông phải đưa ra câu trả lời ngay đâu. Từ từ rồi trả lời tôi cũng được, tôi đợi được. Vâng, cảm ơn ngài nhiều ạ. Kết thúc bữa tối, ông ta bần thần rời đi. Đến giờ phút này ông vẫn không thể tin được là con bé Tuệ Nhi lại có sức hút đến thế. Hết con trai ông bị nó mê hoặc đến mức phản bội lại cha mẹ của nó. Bây giờ đến cậu Louis vì nó mà không ngại đem dự án lớn ra để trao đổi. Những cái khác không nói, nhưng về phương diện mê hoặc đàn ông thì nó đúng là số một rồi. Nhưng mà bây giờ ông phải làm sao đây, khi mà ông đã hứa với con trai là sẽ không biến con bé Tuệ Nhi thành con cờ đem lại lợi ích cho mình nữa. Nếu bây giờ ông mà phá vỡ lời hứa thì kiểu gì thằng con trai trời đánh của ông cũng sẽ quậy cho tan nhà nát cửa cho coi. Cốc cốc cốc. Tuệ Nhi, ông vào trong được chứ? Được ạ, ông vào đi ạ. Mang theo cảm giác bất an, từ khi ông bước vào phòng thì hai tay cô đã siết chặt lấy điện thoại. Nếu ông ấy dám gây ra động tĩnh gì thì ngay lập tức cuộc điện thoại khẩn cấp sẽ chuyển đến chỗ của chú Hoàng Nam ngay. Đừng sợ, hôm nay ông sẽ không làm gì cháu đâu. Khác hẳn mọi khi, hôm nay chắc là mặt trời mọc ở đằng Tây nên ông ấy thế mà lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến.
Rất nhanh, ngay sau đó ông ấy đã để lộ ra âm mưu của mình. Tuệ Nhi, cháu có quen biết người đàn ông nào tên là Louis không? Louis? Cô trố mắt nhìn ông ấy. Không lẽ Louis đã tìm đến ông nội của cô để nói chuyện rồi sao? Tuệ Nhi, cháu trả lời ta mau đi. Ông ấy hấp tấp, hỏi dồn dập làm cô có hơi choáng ngợp, lo sợ không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Dạ, dạ cháu đã từng gặp qua người đó vài lần ạ. Đến cuối cùng cô run rẩy thành thật thừa nhận chuyện có quen biết với Louis. Thế cháu thấy cậu ta thế nào? Dạ chuyện này... Cô có hơi hoảng nhíu mày nhìn ông ấy, cố gắng đoán ra ý đồ của ông ấy trong từng câu từ. Trong lúc cô đang đờ người không biết phải trả lời thế nào, thì điện thoại của cô lại sáng lên. Là tin nhắn của Louis gửi đến, nói rõ sự tình xảy ra vào ngày hôm nay. Hóa ra anh ấy muốn dùng việc liên hôn giữa hai gia đình để đưa cô ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. Đã biết được ý đồ của ông ấy, cô không còn đắn đo nữa, dõng dạc nói với ông ấy rằng: Anh ấy thật sự rất tốt, không có điểm nào để chê hết ạ. Trẻ tuổi, tài giỏi, giàu có, anh ấy chính là tinh hoa hội tụ, người đàn ông trong mộng của mọi cô gái. Sống chung nhà với ông ấy hơn chục năm, cô cũng học được vài phần diễn xuất thần sầu của ông ấy. Cô không những không nói dối chớp mắt, mà khi nhắc đến Louis, ánh mắt cô lại còn sáng ngời, lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ người đàn ông kia nữa. Thế trong số những cô gái hâm mộ cậu ấy có cháu không? Dạ, có ạ. Cô cúi gầm mặt, làm ra vẻ như là mình đang ngượng ngùng lắm. Nhìn thấy cô hai má đỏ ửng khi nhắc về Louis, ông thấy cơ hội của mình đã đến. Ông liền chớp lấy cơ hội hỏi tiếp. Cậu Louis cũng rất thích cháu. Cậu ấy muốn cháu ở bên cạnh cậu ấy, cháu thấy thế nào hả? Có ưng không? Hóa ra đây chính là cách mà ông ấy dùng để đạt được mục đích của mình, nhưng vẫn giữ được lời hứa với Hoàng Nam. Lần này là ông hỏi ý của Tuệ Nhi đàng hoàng. Nếu như nó tự nguyện gật đầu đồng ý thì Hoàng Nam còn nói gì được nữa. Đúng là gừng càng già càng cay, chuyện gì ông cũng có thể nghĩ ra được. Cũng được ạ. Cô trộm cười khẽ gật đầu đồng ý. Wow. Ông mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cô. Trước khi vào đây, ông đã biết chắc là chuyện cô sẽ gật đầu đồng ý sớm muộn gì cũng xảy ra. Bởi vì làm gì có ai có thể từ chối. Một người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài được chứ. Nhưng thật không ngờ cô lại gật đầu đồng ý nhanh đến thế. Thế cháu đã buông bỏ con trai ta rồi sao? Vâng ạ. Như ông hay nói đấy, với những thứ không có kết quả thì chúng ta không nên cố làm gì, chỉ tổn lãng phí thời gian thôi. Và hơn nữa lần này đối tượng mà ông giới thiệu cho cháu, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài giỏi có tài giỏi, cháu mà còn từ chối thì có phải là ngu lắm không? Ừ, cháu nói chí phải đấy. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm sống chung với nhau mà ông thật lòng thật dạ tán thưởng cô. Vậy bây giờ ta gọi điện báo cho cậu Louis tin tốt lành này luôn nhé. Vâng ạ, nhưng ông nội à, tạm thời ông giúp cháu giữ bí mật chuyện này với chú Hoàng Nam được không ạ? Tại sao? Đây chẳng phải là lý do để đặt dấu chấm hết cho hai đứa sao? Biết là thế, nhưng ông nội cũng hiểu tính của chú Hoàng Nam mà. Nếu để chú ấy biết được chuyện này, thì kiểu gì chú ấy cũng nghi ngờ ông rồi lại lên cơn quậy phá. Tệ hơn nữa là lỡ như chú ấy lại vì chuyện này mà phá bỏ buổi đính hôn giữa chú ấy và chị Thư thì sao ạ? Ừ, cháu nói cũng phải. Tạm thời làm theo lời cháu đi. Vâng ạ. Vào lúc này đây, ông ấy đã bị lợi ích che mờ lý trí. Cô nói sao thì ông nghe vậy, không chút mảy may nghi ngờ. Louis đã thực hiện được lời hứa của mình với cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ thoát khỏi nơi còn hơn cả địa ngục này. Lần biệt ly này có thể sẽ là mãi mãi. Vậy nên trước khi đi, có lẽ cô nên chào tạm biệt chú Hoàng Nam một cách đàng hoàng. Và để làm được việc đó, thì tốt nhất đừng để chú ấy biết được chuyện này từ miệng của người khác. Cốc cốc cốc. Trước ngày cô chuẩn bị lên đường rời khỏi đây, cô đã mò đến căn hộ mà gần đây chú Hoàng Nam đã chuyển đến sống. Lại là cô nữa sao Thư? Nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là Thư lại đến tìm mình nên anh chán chường, mãi một lúc lâu sau mới chịu đi ra mở cửa. Sao lại là em? Hai mắt anh trợn ngược lên, anh đờ đẫn dụi dụi mắt của mình 3-4 lần, vì anh thả tin là mình bị hoa mắt, chứ không thể nào tin được người đứng trước mặt anh lại là Tuệ Nhi, người mà anh ngày nhớ đêm mong.
Chú làm gì mà lâu thế? Có thể cho em vào nhà một lát được không? Đương nhiên là được rồi. Đã chắc chắn là mình không bị hoa mắt, anh luống cuống tránh sang một bên để cô bước vào trong nhà. Cô chậm rãi bước vào trong nhà, nhưng còn anh thì đã gấp đến mức không thể chờ nổi nữa. Ngay sau khi đóng sầm cửa lại, anh liền hấp tấp chạy lại, ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ của cô, rồi nghẹn ngào lên tiếng. Tuệ Nhi, có phải em cũng giống như chú, nhớ nhau đến mức muốn phát điên rồi phải không? Ừ, không giống như những lần trước, hôm nay cô lạ lắm, không những không rũ bỏ tình cảm mà cô dành cho anh, mà còn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình nữa. Điều này khiến anh phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Tuệ Nhi, hôm nay mẹ của chú đã đến đây và nói ra nhiều lời kỳ lạ lắm. Vậy sao? Cô có hơi khựng lại khi nghe anh nhắc đến mẹ của anh. Bà nội đã nói gì với chú thế? Mẹ của chú nói cái gì mà? Em chính là Hồ Ly Tinh, không dụ dỗ được anh nên đã chuyển sang đối tượng giàu có khác, lại còn sắp theo người ta ra nước ngoài nữa. Thế chú có tin lời bà nói không? Đương nhiên là không rồi. Chú biết rõ em là người như thế nào mà. Ừ. Cô qua loa đáp lời anh. Ngay sau đó thì cô đột ngột xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, làm anh lại lần nữa giật mình, tròn mắt nhìn cô. Em làm gì thế? Chú biết rồi mà còn hỏi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa chuyện ấy. Hôm nay chú có muốn làm không? Tuệ Nhi, em... Anh há hốc mồm nhìn cô, mông lung nghi hoặc, không biết người đứng trước mặt anh có thật sự là Tuệ Nhi không? Bởi vì từ lúc ở bên nhau đến giờ, cô chưa bao giờ chủ động với anh như thế. Nếu chú không muốn thì thôi vậy. Hàng mi rũ xuống, cô bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Thôi, em về đây. Cô luyến tiếc buông anh ra, lượm lại chiếc áo khoác vừa nãy bị mình vất chỏng chơ dưới sàn khoác lên người. Sau khi quần áo đã chỉnh tề trở lại, cô quay người toan rời đi, thì chợt người từ nãy đến giờ cứ đứng như trời trồng lại lao đến đứng trước mặt cô. Tuệ Nhi, em đừng đi có được không? Không muốn làm nhưng lại muốn giữ em lại. Rốt cuộc là chú đang muốn gì thế? Ai nói là ta không muốn làm chuyện kia chứ? Dứt câu anh liền nhấc bổng cô lên, bế cô ném lên chiếc giường êm ái của mình. Tuy biết việc cô đột nhiên chủ động như thế hết sức là bất thường, nhưng vào lúc này đây phần con đã lấn át phần người trong anh rồi, nên anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ những chuyện khác. Đôi bàn tay hư hỏng của anh nhanh chóng quét qua người cô. Nàng yêu tinh xinh đẹp này thật khó để kiềm chế trước thân hình đầy mê ly của người. Chú đã nhớ em đến mức mất ăn mất ngủ luôn đấy, em có biết không hả? Nếu như hai ta có một đứa con chung thì không biết đứa bé sẽ trông như thế nào em nhỉ? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nghĩ làm gì cho mệt đầu. Cô thốt ra câu nói đó hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương cực kỳ cao, khiến trái tim anh đau đến mức không thể thở nổi. Tuệ Nhi, em ráng chờ đợi chú thêm một quãng thời gian nữa đi nhé. Nhất định sẽ có một ngày chú đường hoàng rước em về sinh. Đừng nói về những chuyện viển vông đó nữa, chúng ta tiếp tục đi. Cô tận lực né tránh những lời hứa hẹn mùi mẫn của anh. Sau những câu hỏi ngoài lề thì bầu không khí trong phòng đã trở nên trầm mặc hơn. Nhưng hai thân thể không vì thế mà ngừng quấn quýt lấy nhau. Cứ thế hai người đã triền miên cùng nhau trải qua một đêm dài. Ước gì ngay tại thời điểm này, thời gian sẽ ngừng trôi, để khoảng thời gian hạnh phúc của hai ta sẽ kéo dài mãi mãi. Tuệ Nhi à, chú cầu xin em đấy. Em đừng bao giờ quên mất việc chú yêu em nhiều đến nhường nào nhé. Chú yên tâm đi, em sẽ không bao giờ quên chú được đâu. Dù muốn hay không thì ngày mai vẫn đến. Những tia nắng ấm áp vẫn chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ nhưng đầy hạnh phúc của hai người. Tuệ Nhi, chú xin lỗi em nhiều lắm. Anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi lảo đảo bước vào trong phòng tắm xả nước. Bây giờ là 8 giờ sáng, lễ đính hôn sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ. Vậy chỉ còn hơn 3 tiếng nữa thôi, anh sẽ trở thành người đàn ông của người phụ nữ khác. Mệt mỏi quá đi thôi. Anh trầm ngâm, ngâm mình trong buồng tắm suốt 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng muốn ra. Anh đã từng có suy nghĩ gạt bỏ hết tất cả mọi thứ để cùng cô cao chạy xa bay chưa? Chắc chắn là có rồi. Nhưng hai người biết trốn đi đâu để thoát khỏi móng vuốt của cha mẹ anh bây giờ?
Với tình hình hiện tại thì chắc chắn là nếu như bây giờ anh phản kháng thì người chịu khổ nhiều nhất chính là Tuệ Nhi. Vậy nên thay vì phản kháng, anh chọn thỏa hiệp, chờ đợi một ngày thời cơ chín mùi, rồi anh nhất định sẽ loại bỏ hết mọi rào cản. Linh đình tổ chức đám tiệc, công bố cho cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Tuệ Nhi à, vì tương lai sau này của chúng ta, quãng thời gian này xin em hãy sáng chịu đựng những ủy khuất do gia đình anh gây ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Chú Đau Thật Đấy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.